Suy niệm tấm vé của cuộc đời, người ta kể rằng có một đôi vợ chồng già sống rất tằn tiện để dành dụm lo cho con cái ăn học thành tài. Nhân kỷ niệm 50 năm thành hôn của hai ông bà, những người con của họ đã bí mật bàn nhau tặng cho bố mẹ mình hai chiếc vé hạng nhất để cùng nhau đi du lịch trên một con tàu rất sang trọng trong vòng 3 ngày. Cầm hai tấm vé hạng nhất bước lên con tàu sang trọng, hai cụ già không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy và những tiện nghi ở nơi đó. Nào là những phòng ăn hoành tráng với vô số món ăn ngon và lạ mắt, nào là hồ bơi, rạp chiếu phim với tấp nập khách du lịch sang trọng. Hai ông bà bảo nhau chắc rằng giá cả sẽ rất đắt đỏ nên chẳng dám ghé phòng ăn để thưởng thức một món ăn ngon nào. Cũng chẳng dám bước đến nhận vé vào xem phim vì sợ rằng sau chuyến đi sẽ phải trả một khoản tiền rất lớn. Do vậy, dù được người hướng dẫn mời đến ở trong một căn phòng sang trọng, họ cũng chỉ đề nghị lấy cho mình một chén súp hoặc một phần bánh mì và ly sữa nho nhỏ vừa bụng vào mỗi bữa ăn. Vào đêm cuối cùng của chuyến đi, hai ông bà quyết định cùng nhau thưởng thức một bữa ăn tối thật ngon nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của mình, dù có phải chi trả một khoản tiền đắt đỏ. Khi bữa ăn kết thúc, ông cụ gọi nhân viên phục vụ đến và đề nghị thanh toán tiền bữa ăn. Nhân viên phục vụ đề nghị mượn lại tấm vé tàu của hai ông bà và lấy bút ra, đánh dấu lên một trong rất nhiều ô trống ở mặt sau của vé tàu. Anh ngạc nhiên hỏi ông cụ, ông ơi, từ lúc lên tàu đến giờ, ông không sử dụng dịch vụ nào trên tàu ạ? Rồi trước sự ngạc nhiên của hai ông bà, anh tận tình giải thích đây là tấm vé hạng nhất. Mọi dịch vụ ăn uống, giải trí và các hoạt động khác đều đã được bao gồm trong vé nên ông bà được sử dụng miễn phí. Bấy giờ hai ông bà mới ngỡ ngàng nuối tiếc vì đã không biết giá trị của tấm vé hạng nhất mà mình đang có và đánh mất cơ hội tận hưởng những tiện ích của nó. Quý vị và các bạn thân mến, hai ông bà trong câu chuyện bên trên không hề hay biết là mình đang được sở hữu tấm vé du lịch đắt tiền với nhiều dịch vụ tiện ích miễn phí. Do vậy, họ đã để lỡ mất cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon và tận hưởng niềm vui cùng sự thoải mái trong chuyến du lịch hiếm hoi của mình. Thật đáng tiếc làm sao? Xem người rồi nghĩ đến mình. Nếu cuộc đời là một chuyến đi thì khi được đi trong cuộc đời này là chúng ta đang nắm giữ lấy tấm vé cuộc đời mình. Chính Thiên Chúa đã âu yếm trao cho mỗi người chúng ta một tấm vé rất quý giá. Tấm vé ấy gồm trọn gói với những dịch vụ, đó là thời gian, sức khỏe, tài năng, ý chí và cả những ước mơ, hoài bão. Chúng ta có biết tận dụng tất cả những dịch vụ đó để sống cuộc đời mình một cách có nghĩa, hay chúng ta đã và đang để cho thời gian trôi qua một cách vô ích và sức khỏe, tài năng bị hao mòn bởi sự vô tâm và biếng nhác của mình? Chúa Giêsu đã nêu cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về cách thức tận dụng tấm vé cuộc đời. Người chỉ có 33 năm sống kiếp người nơi trần gian, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, người không ngừng làm việc. Các thánh sử không kể nhiều về hành động của Chúa Giêsu trong 30 năm ẩn dật tại Nazareth. Nhưng chúng ta không thể quên được cậu bé Giêsu chỉ mới 12 tuổi mà đã ở lại đền thờ để lo việc của cha mình. Và đặc biệt trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai giao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người cầu nguyện, giảng dạy dân chúng, chữa lành kẻ tật nguyền, đau yếu từ sáng sớm cho đến chiều tối, hết ngày này qua ngày khác, từ vùng này đến nơi kia. Và người đã dạy chúng ta hãy làm việc khi trời còn sáng, vì đêm đến, không ai có thể làm việc được. Ga 9:4. Ngày và đêm là hai phạm trù của thời gian, ám chỉ tình trạng sống và chết của chúng ta. Ban ngày là thời gian chúng ta còn được sống và còn cơ hội để sử dụng tấm vé cuộc đời mình, còn ban đêm chính là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cùng với tấm vé cuộc đời đã hết hạn sử dụng. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để nhận biết được giá trị tấm vé cuộc đời mình và tận dụng hết những dịch vụ tiện ích của tấm vé đó để trau dồi các nhân đức và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa trong việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lúc chúng con đã vô tâm, không nhận ra những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng thời gian, sức khỏe và tài năng Chúa ban để sống đẹp lòng Chúa và hết tình phục vụ anh chị em. Amen.